chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Thái Nguyên. Alo. Dạ, alo. Chào bạn có thể nói câu hỏi của mình. Em với anh ấy thì là có quan hệ, hai người thì đều tự nguyện ạ. Thế nhưng mà anh ấy cho vào thì là không vào được, em là lần quan hệ đầu tiên ạ. Thế nhưng mà em đi khám bác sĩ thì là bảo là màng chi của em đã rách rồi, thì em rất là lo lắng. Chuyện của em thì nó rất là phức tạp. Em thì yêu nhau đã được 4 năm rồi. Trong cái thời gian 4 năm đấy thì có cái xích mích thì anh ấy quan hệ với một cái người con gái khác. Con gái đấy thì đã có thai với anh ấy rồi và bắt anh ấy phải cưới. Bọn em thì rất muốn là có em bé, anh ấy cho vào mãi không được. Nhưng mà bây giờ màng chi của em thì nó đã bị rách rồi. Và anh ấy thì là chắc chắn là sẽ cưới người con gái kia, bởi vì là người ta đã có con với anh ấy rồi. Giờ thì là bị rách rồi, thì là em rất lo lắng về cái vấn đề đấy ạ. Thì em muốn là các chị cho em một lời khuyên và tư vấn cho em mới được không ạ? Vâng, câu hỏi của bạn thì chúng tôi sẽ chuyển cho anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho bạn. Xin mời anh ạ. Em với em bao nhiêu tuổi? Em 25 ạ. Khi biết là anh ấy có con với người con gái khác, mình cũng lại muốn có con với anh ấy, thế ngộ nhỡ hai người cùng có con mà anh chỉ cưới một người mà cái người cưới lại không phải là mình thì sao? Đấy, cái vấn đề của em nó là hơi bị lúng túng, hơi bị thiếu suy nghĩ cân nhắc ở chuyện như thế. Và hai người thì đã trưởng thành, em cũng 25, chắc anh cũng tuổi đó trở lên. Và đã có quan hệ, em đã nói rằng cố cho vào nhưng nó không vào được đúng không? Đấy thì rất là khó để mà xác định là cho vào được không cho vào được, nhất là trong một tâm trạng mà đang rất là phấn khích rồi thế này thế khác. Có những trường hợp vào rồi mà không biết, hoặc là cũng chỉ cần cho vào một ít thôi nó cũng đã rách rồi, tổn thương rồi. Cái việc mà sau đấy thì ai xui em đi khám? Dạ, anh không ai xui ạ. Em thấy như thế, thế là em đi khám thì là bác sĩ bảo là em bị rách rồi ạ. Thế thì cứ cho rằng là chưa đưa sâu hẳn vào bên trong, chưa đưa được hết, nhưng mà được một ít ở bên ngoài, nó đã làm căng cái đó ra, căng cái màng trinh ra, cũng đã có cái sự giãn rách và tổn thương. Vì vậy khám bác sĩ thì người ta nói như thế thì hoàn toàn chính xác. Vấn đề ấy không giải quyết được gì nữa, cho nên mình chỉ rút kinh nghiệm thôi, chứ còn không phải là như vậy nó đi bắt đền hay là đi làm cái trò gì đó. Bây giờ thì thế này, anh ấy sẽ cưới của người con gái kia đúng không? Dạ vâng, bởi vì là thế bảo là anh ấy bảo với em là được hơn một tháng rồi ạ. Cái điều đấy cũng có thể là thật mà cũng chưa chắc đã là thật. Cũng có thể là anh ấy sau khi yêu mình 4 năm và thấy rằng là tình cảm có vẻ nó nhàn nhạt đi, sau đấy lại gặp được một người con gái khác và thấy đấy mới là cái tình yêu thực sự. Nhưng mà vì hai gia đình đã biết nhau rồi, bản thân cái mối quan hệ nó cũng đã tương đối lâu dài, anh cũng ngại nói cái điều đó, cũng không muốn mang tiếng là đổi trắng thay đen rồi thế này thế khác. Cho nên anh cũng có thể bịa chuyện ra rằng là người kia có thai, nhưng cũng có thể đó là thật. Nhưng chốt lại bây giờ quyết định cuối cùng của anh là cưới người con gái kia. Vậy thì em mong muốn điều gì? Dạ bây giờ thì em biết là chắc chắn là không phải là mình nữa rồi, nên là em rất lo lắng về cái vấn đề kia. Thì không biết ít nữa thì là lấy chồng ấy, thì không biết là chồng em người ta có thông cảm hay người ta có soi mói về quá khứ của em không ạ? Có người soi mói, có người không, có người lấy những người phụ nữ đã qua hai đời chồng, nghĩa là người ta cũng chẳng còn cái gì nữa, người vẫn lấy, vẫn hạnh phúc. Cho nên không thể đoán trước được rằng là sau này cái người chồng tương lai của em có soi mói, có thế nọ thế kia hay không. Và cũng đừng nghĩ rằng là thôi chẳng may đã chót dại, đã mất màng trinh rồi thì sẽ hỏng cả đời, sẽ không ai lấy nữa. Em cứ nhìn xem bây giờ tỷ lệ ly hôn rất là nhiều, và kể cả các bạn có cái quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng không phải là ít đúng không? Cũng không có nghĩa là tất cả những người như thế sau này là sẽ khổ hết, bất hạnh hết. Giữ gìn được là điều tốt, nhưng mà nếu chẳng may nó đã lỡ ra như thế này rồi thì cũng không quá lo lắng. Rất nhiều chị đã có một con, hai con, vẫn còn làm say đắm những anh chàng trai tơ chưa vợ. Thế thì cơ bản nhất là mình bồi dưỡng cái gọi là bản thân mình. Con người ta nó có nhiều thứ lắm, đâu phải vì mỗi cái đó đúng không? Người đàn ông nếu mà cưới vợ chỉ vì mỗi cái màng đó thì chắc là người ta cũng chẳng cần phải dại dột mà cưới cả một con người đúng không? Học hành này, công việc này, rồi ứng xử này, rồi tề ra nội trợ, tất cả những thứ đó nó là cái sự quyến rũ của người phụ nữ. Còn cái kia có được thì vô cùng quý giá, không có được thì cũng không sao lắm nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình.